đó là sử dụng quá nhiều chất phụ gia dinh dưỡng cho cá. Lúc mà mới nuôi cá vàng á, các bạn rất là muốn cho cá khỏe nè, mà hiện tại trên thị trường có bán rất là nhiều các loại phụ gia dinh dưỡng với nhiều màu sắc khác nhau rất là đặc sắc để mà hỗ trợ cho cá khỏe mạnh, nhờ xử lý nước rồi để cho cá mau lớn tùm lum hết. Bán rất là nhiều luôn mà rất là dễ sử dụng. Nhưng mà các bạn phải chú ý rằng khi bạn sử dụng quá nhiều chất phụ gia dinh dưỡng cho cá cùng với một số lượng lớn á, kết hợp lại thì nó sẽ có tác dụng phụ với cá và làm cho chất lượng nước mất ổn định, và đồng thời cũng làm cho nước thêm một cái chất không có tốt nữa. Nên là mình lưu ý các bạn khi mà sử dụng chất cái nếu mà các bạn muốn sử dụng chất phụ gia cho cá, các bạn phải tìm hiểu. Thứ nhất là cái chất phụ gia đó được làm từ những nguyên liệu tự nhiên. Thứ hai là nguồn gốc của nó đã được đăng ký hay chưa, và những cái gọi là cái chất ở trong chất phụ gia đó là những cái chất gì, và nó có tác dụng như thế nào, nó có phản ứng hóa học như thế nào với cái trong nước của cá, và có vai trò như thế nào đối với lại cái việc mà nuôi cá, thì bạn phải tìm hiểu thật là kỹ. Và không phải là bạn sử dụng càng nhiều chất phụ gia cho cá càng tốt, bởi vì mình khuyên rằng cá là một loại động vật tự nhiên, nó cần sống trong một môi trường tự nhiên để phát triển toàn diện.